Vâng, hello chào các bác nhé. Tiếp tục em trả hàng một con máy 40 phét cầu H chuyên mánh mặn nợ các bác nhé. Thì con này thì nguyên bản của nó thì nó chạy hai cảm E55 và dây đồng là dây đồng thường. Thì con này em đã độ lên dây đồng lớn và bọc cách điện nhé, chống cháy nhé. Kể cả anh em có đánh cháy dây đồng bên trong của nó không bao giờ nó bị cháy cuộn cảm được các bác nhé. Đấy, độ hai cuộn luôn. Đấy. Thì bình thường anh em nếu mà làm bằng làm bình thường thì nếu mà không độ chống cháy nên thì anh em đánh một thời gian thì nó bị om dây đồng là nó cháy này, chập máy các bác nhé. Đấy, máy nước mặn mà, đấy, nước mặn thì anh em cố gắng làm sao là chống cái cuộn cảm là nó hay nóng nhất, cuộn cảm của con SR. Con này chạy 8 con SR lớn các bác nhé. Đấy, băm là đang trụ băm là 60mm các bác nhé. Đấy. Con này con 40 phét anh em nhé. 40 phét chạy 24V, bản băm Big 3VR. Đấy, cầu H vẫn chạy băm Big bình thường các bác nhé. Đấy, thử máy cho các bác này. Đấy. Con này thì làm cho anh em ở gần nhà. Đấy, cách em mấy cây số thôi. Đấy, vùng nước của chỗ em thì nó một bên thế là nước mặn và một bên nó là nước ngọt. Đấy, cũng giống giống anh em miền Tây cả thôi. Đấy, tần số em đang để là 140. Đấy, bình thường anh em đánh thì nếu mà như chỗ bọn em ấy và làm áp như thế này thì bọn em chỉ đánh cỡ tầm riêng cầu H này thì bọn em đánh cỡ tầm 100 quay đầu là ăn rô phi nước nợ thoải mái các bác nhé. Nước nợ nước mặn là đánh rô phi đánh gật rộng luôn. Thì anh lưu ý anh em là đánh nước mặn thì anh em cứ để rộng xung cho nó dài ra một tí nhé, để cái độ rộng gật rộng của nó ok nhất. Đấy, chứ dòng băm IC số bình thường băm trộn 4047 là E55 ấy thì nó đánh nó chán lắm, nó nhàm lắm. Khu vực bọn em bây giờ bản ngày xưa thì từ trước bây giờ em vẫn làm cầu H băm mic rồi. Thế ngày xưa thì anh em đặt ở nơi khác đến giờ thì đưa cho em độ lại cho chạy băm mic rất nhiều. Đấy các bác nhé. Đấy, thì con này chạy hai biến áp E55 này, 8 tụ lọc nguồn đầu ra này. Đấy, 8 tụ lọc nguồn này thì bao anh em là nó lên song song lên nó rơi tầm 6 đến 7.000 mi các bác nhé. Đấy, 6 đến 7.000 mi và tụ này tụ xịn các bác nhé. Đấy, các bác nhìn cái tụ này, tụ xịn luôn các bác nhé. Đấy, 8 con SR lớn, 2 biến áp E65. Đấy. Đấy, các bác này. Đấy. Em đang thử 5 bóng thôi, 5 bóng này các bác nhé. 5 bóng. Bao anh em đấy, dây đồng to và em đang bọc chống cháy nên là cái mình nghe ở đây thì nó kêu tiếng nó hơi bé, nhưng mà xuống nước thì nó kêu to nên các bác nhé. Đấy, tại vì là tải 5W thì nó 5.000W thì nó mới tương đương với lại nước nợ thôi. Thì bình thường em vẫn test máy con này bằng nước muối. Đấy, có những cái video các bác tìm đặt lại video ở kênh của em thì có video em làm bằng test máy bằng nước muối và cho chập tải nhé, bao anh em chập tải nhé. Đấy, các bác nhìn cái dàn diốt dập xung của em này. Đấy, vừa cả bên trên và vừa cả bên dưới nữa nhé. Đấy, bao anh em đánh nó dập xung rất tốt các bác nhé. Đấy, đấy qua này. Đấy, anh em giảm tần số xuống nhé, anh giảm tần số xuống. Nếu mà anh em đánh vùng nước ở vùng nước lợ và mặn muối thì anh em đánh cho tầm 80-90 ăn ngọt rồi. Đấy, các bác nhé. À, tầm này đâu để đánh tần số thấp nhưng mà dòng nó lớn các bác nhé, nó không như kiểu đánh nước ngọt được. Đấy, con này nếu mà anh em cứ cả tải cứ tầm 30-40.000W thì anh em vẫn tải bình thường các bác nhé. Đấy, dòng cầu H mà. Đấy, chạy 8 con SR mỗi con là 50A 1200V các bác nhé. Đấy, 8 con. Đấy, 8 con SR chạy 22 biến áp riêng biệt luôn. Đấy, cái chùm ở giữa thì nó là 3 bóng nhé các bác nhé. 5.000W mà cái tiếng máy vẫn chưa kêu lên được. Đấy, anh em xuống nước thì nó sẽ kêu đanh và giòn nhé. Ví dụ như bây giờ anh em cho chập tải nghe thì nghe tiếng máy nó sẽ rõ. Đấy, như video trước đó, những clip trước em có quay lên đó, thì là em cho chập tải thì anh em nghe tiếng kêu sẽ rõ hơn nhé. Đấy, vì là dây đồng em quấn to. Đấy, dây đồng của em quấn bằng là 3 ly các bác nhé. 3 ly thì cái độ rung của cái cuộn cảm nó ít. Đấy, cái cuộn cảm nó kêu là do rung, do cái dây đồng, do độ tự cảm nó, dây đồng nó sẽ rung nên nó sẽ phát ra tiếng kêu nhé.
đấy, chứ không phải là anh em nó nắp loa hay như nào đâu đấy. Nhưng mà dây 3 ly thì cái độ rung của nó cứng mà, độ rung nó ít thì nó sẽ kêu bé đi đấy. Dành riêng cho anh em nào đánh mặn và lợn đấy, anh em nào có nhu cầu về máy thì liên hệ em 0384 809 611 nhé. Đấy, anh em đánh chuyên mặn thì liên hệ, chuyên mặn và chuyên lợn thì anh em liên hệ đánh dòng này. Đấy, dòng này để đánh nước mặn nhé, mặn và lợn, dòng chuyên cầu hắt này. Rồi chào các bác nhé.